Hôm nay 21 tháng 10, thành phố Vũng Tàu tổ chức họp để thông tin về ca bệnh COVID-19 vừa được phát hiện trên địa bàn phường 2 và các giải pháp xử lý ổ dịch mới này. Theo báo cáo, ca COVID-19 vừa được phát hiện trên địa bàn phường 2 có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Vũng Tàu bằng xe cá nhân, lưu trú tại khách sạn Volga, số 15 đường Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Trường hợp này được khách sạn Volga đưa đến trạm y tế phường 2 để kiểm tra nhanh COVID-19 theo quy định. Kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19. Kết quả PCR cũng dương tính. Thành phố Vũng Tàu đã phun khử khuẩn điểm lấy mẫu và khách sạn nơi ca bệnh lưu trú, tạm thời phong tỏa khách sạn Volga, đồng thời xét nghiệm COVID-19 các trường hợp có liên quan. Đến thời điểm này, tất cả các mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả âm tính.